chinh chiêng xong rồi một bữa sáng hết sức đơn giản nhưng mà dinh dưỡng không nữa nha, bánh mì thanh long, thịt gà xé. Welcome to My Room TV channel. Sau khi Mai Rừng đã mua được những ổ bánh mì thanh long rất là ngon, bây giờ mình cần vào trong siêu thị để mua một ít nguyên liệu về làm nhân cho bánh mì thanh long và để xem cái vị bánh mì thanh long mà kết hợp với các nguyên liệu khác như trứng nè, như phô mai nè, như sốt mayonnaise thì sẽ ăn như thế nào, nên chia sẻ đến các bạn. Trời hôm nay khá là nắng, trên đường mình đi siêu thị đây. Cảm ơn các bạn đã đến thăm kênh và động viên bằng những cái like, cái share, đăng ký, nhấn vào cái chuông xinh để xem những video mới. Các bạn thật tuyệt vời! Bánh mì thanh long thịt gà rất đơn giản. Mình cần có gà xé nè. Cái thịt gà này Mai Rương mua ở trong siêu thị về đó. Rồi mình có thêm một ít lạp xưởng tươi của Long An nữa. Đây là quà tặng mới được nhận luôn. Một ít pate. Đây là Mai Rừng cũng mua pate trong siêu thị nè. Kèm theo vài ổ bánh mì thanh long màu hồng rất là đẹp. Và không thể thiếu một ít rau, dưa leo, cà rốt và ngò rí. Các nguyên liệu này đã sẵn sàng và bây giờ mình còn thiếu một loại nữa để ăn kèm, và đây được xem là linh hồn của món ăn, thì đó là nước sốt. Vậy thì nước sốt làm như thế nào? Mai Rừng làm theo cách của mình nè. Và các thành phần để làm cho món nước sốt ăn bánh mì thanh long thịt gà của Mai Rừng đây. Mình sẽ sử dụng vào đây. Mình cần khoảng chừng 2 cái muỗng sữa này. Đây là sốt mayonnaise đó. Mình cho vào đây, đó, như đây thôi. Mình cho khoảng 1 thìa tương cà chua nè. Và đây là tương ớt. Tương ớt nhà mình có em bé cho nên mình cho ít thôi, vừa đủ ăn thôi để đỡ cay đó. Và mình sẽ trộn đều lên như thế này. Rất là đơn giản cho món bánh mì thanh long thịt gà xếp vai. Thank you.
nguyên liệu thân quen, ta có ngay một món bánh mì thanh long thịt gà xé, màu sắc rất là đẹp. Bánh mì được mặc một cái áo màu hồng hồng, nhìn bắt mắt. Tinh tinh, xong rồi, một bữa sáng hết sức đơn giản, nhưng mà dinh dưỡng không đó nha. Bánh mì thanh long thịt gà xé, mời mọi người cùng ăn sáng với mình nhé. Ổ bánh mì này rất là ngon, bánh mì nó đẹp, nó ngon, mà nó đẹp trong suy nghĩ của người sáng tạo ra cái món bánh mì này. Đó là cái vỏ bánh mì thanh long do bác vua bánh mì Cao Siêu Lực nhằm giải cứu nông sản của Việt Nam, và đặc biệt là giải cứu thanh long trước, thì bác đã sáng tạo ra, bác mặc áo mới cho bánh mì và gọi với cái tên hết sức đẹp, bánh mì thanh long. Và riêng cái màu sắc của thanh long có màu hồng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và hôm nay Mai Rừng kết hợp thử xem ăn như thế này có giống với cái kiểu mà bánh mì truyền thống, nó có khó kết hợp hay không. Hôm nay Mai Rừng làm cái món bánh mì gà xé. Gà này thì Mai Rừng mua ở trong siêu thị đó. Mình sẽ cắt nhỏ ra một nửa thôi cho nó dễ ăn. Đây, nhân khẩu hết sức hấp dẫn ha. Xin mời cả nhà cùng ăn sáng, rất là ngon. Wow, cái nước sốt, Mai Rừng thích ăn cái nước sốt này, tuyệt vời quá, ngon quá. Ngoài vỏ bánh mì ấy, có độ giòn, bên trong này nè các bạn, cái ruột bánh mì, đây là ruột bánh mì đặc ruột đó, nó mềm, nó xốp, kèm với cái nhân. Như vậy thì cái bánh mì này kết hợp với nhân gì cũng được hết, nó giống như bánh mì truyền thống thôi, nó chỉ thay áo mới thôi cho nó đẹp hơn mà thôi. Với cái bánh mì này, khi mà mình nêm gia vị đó các bạn, mình làm nước sốt đó, thì cần có cái độ nhạt, đừng có mặn quá, vì bản thân trong cái bánh mì này nó có cái độ mà hơi đậm của muối rồi. Mình có thể cho tăng độ chua lên một chút, tăng cái độ ngọt lên, độ béo lên một tí nữa là rất là ngon. Giống như Mai Rừng nè, ăn như thế này rất hết sức tuyệt vời luôn, ngon lắm. Cái nước sốt này nó cũng rất là hợp nữa, tuyệt vời, ăn đã. Cà rốt chua chua ngon, chua leo giòn giòn, thơm nhẹ nhàng của lạp xưởng tươi. Ở nhà gần chợ đó, các bạn thử đi ạ. Các bạn nào mà ở xa quá đó, mà không có cơ hội thưởng thức món bánh mì thanh long của bác Cao, thì bác Cao có công bố cái công thức thôi, nhà mình tự làm thôi chứ giờ sao giờ. Còn không thì xem qua màn hình nhỏ từ kênh Mai Rừng TV này, các bạn đăng ký thành viên để xem những video mới nhất nhé. Sắp tới Mai Rừng sẽ có nhiều cái nguyên liệu bỏ vào làm cái nhân, bỏ vào trong cái món bánh mì thanh long này. Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Và một lần nữa chúc các bạn một ngày mới đầy năng lượng và làm việc hiệu quả.